Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì tôi tính thiết kế lại cái video theo hướng này. Thứ nhất là tôi sẽ đọc về những cái quy định của pháp luật. Nếu như trong trường hợp nó liên quan tới cái vị khách hàng tôi đang cần, sau đó thì tôi sẽ có hàng loạt những video nói về những cái chủ đề xung quanh và lân cận nó, thì như vậy các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Chứ bây giờ nếu mà đi từ cái riêng sang cái chung thì như vậy thử thay đổi một cái tình huống quý vị và các bạn ha. Hôm nay thì tôi có một cái việc nó như thế này, liên quan tới di chúc, và tôi muốn đọc cho quý vị và các bạn. Dĩ nhiên tôi chỉ đọc những cái điều quy định mà sau đó tôi sẽ giải thích để cho quý vị và các bạn hiểu thêm vấn đề tôi đang cần nói. Điều 643 của Bộ Luật Dân sự 2015. Đây, quý vị và các bạn thấy không? Tôi muốn mua cái song ngữ để cho mình tự có thể trau dồi cả tiếng Anh nữa. Hiệu lực của di chúc. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Ví dụ như thế này, ba mẹ tôi lập một cái di chúc từ năm ngày 1 tháng 1 năm 2000. Tuy nhiên đến năm 2008 thì ba tôi chết, thì tại thời điểm đó cái di chúc nó phát sinh hiệu lực. Cũng như vậy, ông A ông làm cái di chúc là ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên cái tới ngày hôm nay là 1 tháng 8 năm 2018. Vậy thì di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi có người để lại di sản mất mà thôi. Đặt vấn đề ở vùng quê rất là nhiều cái trường hợp, tức là sau khi lập di chúc rồi thì cái người mà được chỉ định thụ hưởng trong di chúc, họ bắt đầu họ rêu rao có những cái nói rồi, bây giờ tôi sướng rồi vì tôi là người được chỉ định trong di chúc, mà không biết rằng tại thời điểm này họ chưa có cái quyền. Nếu quý vị và các bạn là những người nằm trong danh sách đó thì nhớ nha, di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi tại thời điểm mở thừa kế, tức là có cái người để lại di sản chết đó. Vấn đề hôm nay là tôi muốn nhấn mạnh đến quý vị là các bạn là di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Đây là vấn đề tôi muốn trình bày với quý vị và các bạn. Ví dụ như hôm nay có một ông làm một cái di chúc, thì ông lập di chúc vào năm 2000. Tuy nhiên ông lập, ông nói là ông để lại tài sản là 1 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm cho con của ông, con ruột của ông. Tuy nhiên tới năm 2015 ông rút rồi. Tới năm ngày 1 tháng 1 năm 2018 ông chết. Vậy thì di chúc sẽ không có hiệu lực toàn bộ, đâu còn tài sản đâu quý vị và các bạn. Di chúc không có hiệu lực nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế. Tôi vừa nói xong, tôi có một cái này cũng vui. Tôi thấy có một ông khách nước ngoài vào đến văn phòng trong một cái thái độ rụt rè, thì hỏi ra thì ổng muốn lập một cái di chúc cho cái số tiền tài khoản của ông trong cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam cho người bạn gái. Ông bảo rằng là ông vẫn có vợ, tuy nhiên rằng là cách đây vài hôm thì ông đã có một cái bị cú sốc gì đó, và ông đã ngủ hết 4 ngày, cho nên ông sợ rằng ông ngủ không tỉnh dậy được, cho nên thôi thì hôm nay ông ra ông lập một cái di chúc, trong đó ổng để lại cái toàn bộ cái số tiền trong cái thẻ tài khoản đó cho cái cô bạn gái người Việt Nam.
Nếu có ai đó coi là khán giả trung thành của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì bây giờ mình cũng lập di chúc được rồi đó. Lập di chúc là toàn bộ cái số tiền trong cái sổ, nó không gọi là tại tài khoản, mình có quyền rút. Nếu trong tài khoản số dư của ổng còn 100 triệu thì ổng mất thì cô này còn được 100 triệu. Còn nếu như trong trường hợp tài sản số dư còn 1 triệu thì cô được hưởng 1 triệu. Còn nếu như trong trường hợp tại thời điểm ổng chết không còn tiền thì thôi vậy. Di chúc không có hiệu lực nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế. Tôi cũng có nói với quý vị và các bạn rồi, di chúc sau thì thay thế di chúc trước, mặc nhiên thay thế di chúc trước theo quy định của điều 640 sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ di chúc. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước được hủy bỏ. A và B là vợ chồng. A và B lập một cái di chúc để lại tài sản cho hai đứa con, mỗi đứa một phần bằng nhau. Di chúc đó được lập vào năm 2000. Tới năm 2010 A chết, ông bố chết, ba mẹ còn sống. Ba mẹ bảo rằng tôi sẽ thay đổi di chúc này chỉ tặng cho một đứa con thôi. Thì như vậy ý chí của bà rất rõ, và bà đã có một cái hướng gọi là thay đổi cái di chúc theo cái hướng là hủy bỏ di chúc cũ và thay thế di chúc mới. Nó sẽ phát sinh cái di chúc không có hiệu lực toàn bộ. Hồi nãy tôi có nói với quý vị và các bạn là di chúc không có hiệu lực toàn bộ, còn bên này là di chúc có hiệu lực một phần. Vợ và chồng lập cái di chúc năm 2000. Tới năm 2010 ông chồng chết, bà vợ không có ý kiến, bà vợ bảo rằng là không, tôi hủy cái di chúc này. Vậy thì nếu trong trường hợp tại năm tới ngày năm 2011, tức là thời điểm ông chồng chết, bà vợ vẫn có quyền định đoạt tài sản 1/2 tài sản chung của mình cho người khác, và cái di chúc đó nó chỉ phát sinh hiệu lực một phần. Áp vào quy định của pháp luật nha quý vị và các bạn, nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc, phần di sản còn lại sẽ tiếp tục. Cái này thì cũng nói rồi, nếu như trong trường hợp mà có 100 triệu mà bây giờ còn 60 triệu thì mình hưởng 60 triệu. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trường này dễ thấy lắm. Dân ta là phong tục A Đông, nhà là người đàn ông là trụ cột gia đình, và do không am hiểu pháp luật cho nên ông bảo rằng là các con đâu rồi, lại đây ba chia cho các con mỗi người. Bây giờ nhà mình có 4 đứa con, mỗi đứa được một phần, thằng Út được phần nhiều nhất. Mà khi lập di chúc, di chúc bây giờ là không phải là di chúc ra phòng công chứng nữa, di chúc là ở nhà có hai người làm chứng. Vậy thì trên nguyên tắc hợp pháp, nhưng mà ông ta quên rằng 1/2 tài sản của ông thì ông định đoạt cho 4 đứa con theo kỹ phần như vậy, còn phần 1/2 còn lại là của bà, ông không được quyền định đoạt. Mà thuật ngữ nhà luật gọi là vượt quá kỹ phần, khoảng 4
của điều 643 hiệu lực của di chúc. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó mới có hiệu lực. Nghe rõ quý vị và các bạn, hai vợ chồng đều định, không có một mình người một người định đoạt di chúc thôi. Khi di chúc phát sinh hiệu lực thì cái phần tài sản của họ trong khối tài sản chung có hiệu lực. Ví dụ đi như thế này đi, ông này ông có tổng cộng là 80 m² đất, thì trên nguyên tắc ổng sẽ được có 40, ông và vợ ổng. Nhưng mà ông lại kêu các con lại, bây giờ tôi có 4 đứa con, chia hết cho 4 đứa. Không đúng. Mà khi mà ông chỉ có quyền cho cái phần 40 m² đất của ông thôi. Như vậy quy định khi di chúc có phần không hợp pháp thì không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại, thì chỉ có phần đó không có hiệu lực mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ không dông dài nữa. Trong cái danh sách phát playlist thì tôi sẽ để riêng cái di chúc và thừa kế. Nếu quý vị và các bạn tất tần tật những về di chúc, những về thừa kế, nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì sau khi ấn vào cái nút luật sư Thu Đoàn á, thì các bạn sẽ ra ở phía trên có cái giới thiệu rồi gì đó, rồi tới danh sách phát, các bạn bấm vào và các bạn sẽ tìm cái chỗ gọi là danh sách phát. Hoặc ở nước ngoài thì các bạn vô dùng playlist thì các bạn sẽ tìm cái chữ là thừa kế di chúc mà luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn nhắn gửi đến quý vị và các bạn thông qua chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.